Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về Công Phượng. Thông tin đầu tiên, trực tiếp toàn cảnh đám cưới Công Phượng và Vinminh tối ngày 16 tháng 11. Theo đúng như kế hoạch đã định, cuối giờ chiều ngày 16 tháng 11, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và vợ Tô Ngọc Viên Minh sẽ tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước thời khắc trọng đại của Công Phượng khi sắp làm chồng người ta, một fan của tiền đạo người Nghệ An chia sẻ hình ảnh liên quan đến một bí mật thú vị. Đó là khi Công Phượng diện đôi giày độn để giúp anh cải thiện chiều cao khiêm tốn 1m68 khi chụp ảnh thời gian gần đây. Vì đi giày tăng chiều cao quả thực giúp chân sút nổi tiếng thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai tự tin hơn khi chụp ảnh cùng bà xã Viên Minh hay bạn bè mình. Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, hôm qua ngày 15 tháng 11, nhiều người hâm mộ Công Phượng gửi những lời chúc mừng hạnh phúc đến vợ chồng tiền đạo sinh năm 95 trước khi Công Phượng và Viên Minh chính thức về chung một nhà. Fan nữ MT viết dòng status: "Ngày mai là ngày đặc biệt của anh, kết thúc những ngày độc thân của anh. Nhờ anh mà em có một thanh xuân thật đẹp, nhận ra cái đam mê của mình ở đâu. Dù bây giờ hay sau này, anh vẫn là idol của em. Cảm ơn anh idol, chúc anh hạnh phúc." Tài khoản HNS thậm chí còn cùng bạn bè mình quay hẳn đoạn video clip đăng tải trên trang YouTube kèm lời nhắn nhủ gửi đến Công Phượng: "Nhân dịp đặc biệt sắp tới đây, bọn em xin gửi tới anh Phượng và chị dâu món quà nhỏ xíu nhưng đầy ắp tình yêu thương này. Món quà được chuẩn bị cách đây một tuần nhưng rất may là họ đã hoàn thiện kịp. Tuy nhiều thiếu sót nhưng mong anh chị và mọi người sẽ thích. Đặc biệt là tới cầu thủ chúng em yêu mến, mong anh luôn mạnh mẽ và nhớ rằng fan hâm mộ chúng em luôn ủng hộ anh. Cho dù sau này có thể thường xuyên theo dõi hay không, tần suất gặp nhau có thể thay đổi, nhưng mong anh biết rằng chúng em luôn mong anh vui vẻ thành công, vì anh của bọn em xứng đáng. Cũng cảm ơn chị vì đã chấp nhận ăn kẹo của anh nhé. Mong chị sẽ biến anh từ chú cá mập trên sân cỏ, về nhà sẽ thành chú cá con." Trong khi đó, ông Lê Duy Khoa, trợ lý ngôn ngữ cho ông Park Hang-seo ở tuyển U22 và tuyển quốc gia Việt Nam, gửi bức tâm thư chúc phúc Công Phượng và vợ anh. Trong thư, ông Duy Khoa viết: "Chuyện tình của cậu, mình và có lẽ còn vài người biết từ khá sớm và thông tin tình yêu luôn được cập nhật. Thậm chí nhiều khi mình còn tư vấn tâu lòng chút, nhưng mình dự ý không bao giờ chụp hình chung, nếu có chụp cũng không bao giờ đăng để giữ riêng cho cả hai người. Yêu nhau lâu năm nhưng cả hai bạn ấy đều kín. Bạn gái của cậu ấy ngày đầu tiên gặp mình đã cảm nhận đây là một nửa của cậu ấy, một cô gái rất bản lĩnh, thông minh, khéo léo. Mình biết họ chắc chắn đến với nhau sau này, đơn giản vì họ sinh ra để dành cho nhau. Các chàng trai ở đội tuyển quốc gia, mỗi đám cưới của họ là những niềm hân hoan. Rất tiếc mình không thể dự đám cưới của Duy Mạnh, Văn Đức, Văn Hoàng. Nhưng lần này đây, mình sẽ không bỏ lỡ. Mong cậu luôn giữ nụ cười sảng khoái thế này, hôm nay và mãi mãi mai sau. Hãy cùng chúc phúc cho hai bạn ấy nhé." Được biết, đội ngũ dàn bê cháp đại diện cho nhà trai bên phía Công Phượng gồm nhiều gương mặt cầu thủ quen thuộc là bạn thân của anh tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và tuyển Việt Nam. Có thể kể đến những cái tên nổi tiếng như là Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn hay là Hồ Tấn Tài Bình Dương. Có thể nói đây là đội hình bê cháp có 102 trong làng bóng đá Việt Nam khi hội tụ nhiều ngôi sao được mến mộ như các đồng đội của Công Phượng sát cánh cùng anh trong buổi sáng ngày 16 tháng 11. Trước khi Phượng tổ chức hôn lễ với cô dâu Viên Minh, Toàn đã đăng tải bức ảnh anh và Phượng chụp cùng nhau trước đây kèm dòng nhắn nhủ: "Bên bạn năm 17 tuổi, bây giờ đã sang trang mới rồi." Tin tiếp theo, trợ lý huấn luyện viên tuyển Việt Nam tiết lộ bí mật về mối tình Công Phượng Viên Minh. Trợ lý Lê Huy Khoa đã viết bức tâm thư gửi đến Công Phượng trước ngày diễn ra lễ cưới của cầu thủ này. Ngày 16 tháng 11, Công Phượng và bạn gái Viên Minh tiến hành lễ kết hôn, ấn định cái kết có hậu cho cuộc tình lâu năm của cặp đôi trai tài gái sắc. Nhân sự kiện đặc biệt này, trợ lý ngôn ngữ tuyển Việt Nam Lê Huy Khoa viết bức thư chia sẻ nhiều câu chuyện về Công Phượng và cả mối quan hệ của ông cùng Công Phượng ít người biết tới. Xin được trích toàn bộ bức tâm thư mà trợ lý đã chia sẻ với mọi người, đặc biệt là người yêu mến tiền đạo Nguyễn Công Phượng. "Công Phượng, 13 năm rồi đấy. Bức thư này mình muốn gửi riêng cho Phượng, nhưng bây giờ bạn ấy đã là người của công chúng và là người chồng kể từ ngày mai, và cũng muốn kể lại cho mọi người nhiều hơn về Phượng để cùng chia vui với bạn ấy, nên mình xin phép công khai. Mình với Phượng biết nhau từ ngày cậu ấy mới 12 tuổi, còn là chàng trai nhỏ xíu, đen nhẻm, đi chân đất. Rất tình cờ khi mình lên Gia Lai công tác, một đồng nghiệp của mình là giáo viên tiếng Anh của cậu ấy nói rằng: anh ơi, em có cậu bé này người cùng quê với anh, đang ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, em kết nối để anh làm quen nhé. Mình rất yêu bóng đá, lại thấy cậu ấy đang sống xa nhà, đồng hương với nhau nên kết nối làm quen, chứ đâu nghĩ rằng cậu ấy là tài năng bóng đá trong tương lai. Thực đấy, chỉ một là mối nhân duyên nho nhỏ đưa chúng tôi đến ngày hôm nay.
13 năm mình và Phượng không ở cạnh nhau nhưng luôn giữ mối liên lạc. Các thành viên trong gia đình Phượng và cả gia đình mình đều biết và quý trọng nhau. Đằng sau hình ảnh của những người nâng đỡ dìu dắt Phượng, cậu ấy có người mẹ mà mình cho rằng rất tuyệt vời. Bà là người trí nhớ rất tốt, nghiêm khắc với con, luôn giữ cân bằng trong cuộc sống. Có ngày mình lỡ lời khen Phượng vì một bàn thắng, bà nghiêm khắc. Nó được mọi người yêu thương thì nó có nghĩa vụ đền đáp tình yêu thương đó. Có chi mô to tát mô con, đừng khen hắn quá nha con. Hình ảnh câu Phượng trong mình suốt 13 năm qua rất là nhiều, nhưng hình ảnh nỗ lực là nổi bật nhất. Mình vẫn nhớ nhất là hình ảnh cậu bé 12 tuổi đứng ở sảnh khách sạn đón mình, hay hình ảnh chàng trai 17 tuổi mặc cái áo trắng tinh tươm ngồi trên xe máy, đậu ở đầu làng chờ hướng dẫn cho mình và gia đình lần đầu về thăm nhà của cậu ấy ở Đô Lương. Dù khi còn là một cậu bé hay bây giờ là chàng trai tài năng, chín chắn, trưởng thành, cực kỳ quyết tâm và nỗ lực thì cậu vẫn luôn rất là thân thiện, chân tình, hiếu thảo với cha mẹ và anh em, tình nghĩa với bạn bè và luôn rất biết ơn những người luôn hỗ trợ cậu trong suốt thời gian qua. Trợ lý Lê Huy Khoa vui vẻ cùng cậu Phượng trong đợt tập trung tuyển quốc gia Việt Nam. 3 năm trước, khi lần đầu tiên gặp nhau ở tuyển quốc gia, cậu nói rằng, chú nhỉ, không ngờ chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ. Ừ, cuộc đời mà, gặp ai đâu phải là ngẫu nhiên, là cái duyên cả đấy, có duyên thì người gặp rồi sẽ gặp. Chuyện tình của cậu, mình và có lẽ vài người biết từ khá sớm và thông tin tình yêu luôn được cập nhật, thậm chí nhiều khi mình còn tư vấn tơ lòng chút chút. Nhưng mình giữ ý không bao giờ chụp hình chung, nếu có chụp không bao giờ đăng để giữ riêng cho cả hai người. Yêu nhau lâu năm nhưng cả hai đều kín. Bạn gái của cậu ấy ngày đầu tiên gặp mình cảm nhận là một nửa của cậu ấy, một cô gái bản lĩnh thông minh khéo léo. Và mình biết họ chắc chắn đến với nhau sau này, đơn giản vì họ sinh ra để dành cho nhau. Các chàng trai ở tuyển quốc gia, mỗi đám cưới của họ là những niềm hân hoan. Rất tiếc mình đã không thể dự đám cưới của Duy Mạnh, Văn Đức, Văn Hoàng, nhưng lần này mình không bỏ lỡ. Mong cậu luôn giữ nụ cười sảng khoái thế này, hôm nay và mãi mãi sau này nhé. Hãy cùng chúc phúc cho hai bạn ấy nhé. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị, huấn luyện viên Park yêu cầu U22 Việt Nam đá 100 phút vì lý do đặc biệt. Một chi tiết đáng chú ý trong trận đấu của U22 Việt Nam là mỗi hiệp đấu diễn ra trong 50 phút. Thời gian thi đấu bị đẩy lên có nhiều nguyên nhân. Đó là trận đấu tập giữa U22 Việt Nam và U21 Nam Định. Huấn luyện viên Park sử dụng hai đội hình khác nhau ở mỗi hiệp đấu. Nguyên nhân của việc xuất phát từ vấn đề thể lực của U22 Việt Nam. Còn nhớ đợt tập trung trước, nhiều cầu thủ ngã ra sân vì chuột rút và đau bắp chân. Huấn luyện viên Park từng phàn nàn các cầu thủ trẻ của ông nói riêng và những cầu thủ trẻ ở câu lạc bộ có quá ít thời gian thi đấu, vì vậy không tích lũy được nhiều thể lực. Ở đợt tập trung thứ 3 này, một trong những nhược điểm ông thầy người Hàn chú trọng nhất, giao án thể lực vô cùng nặng nề. Trong 2 tuần tập trung, nhiều cầu thủ tỏ ra uể oải khi tập với cường độ cao, nhưng một khi đã vượt qua giới hạn đó, họ tích lũy được nền tảng tốt cho thi đấu. Trận đấu tập với U21 Nam Định là cơ hội để ông Park kiểm tra quá trình luyện tập trong suốt nửa tháng qua. Ông gần như không thay đổi các vị trí thi đấu trong suốt buổi tập mà để họ chạy với cường độ cao liên tục. Việc thêm 5 phút thi đấu mỗi hiệp giúp ông đánh giá tốt hơn sự cố gắng của học trò. Nhiều cầu thủ cho biết vào buổi tối sau giờ ăn, họ tập thêm thể lực bằng các bài tập đơn giản như chống đẩy. Với màn tra tấn thể lực như thế, đã không có một trường hợp nào chấn thương ở đợt tập trung vừa qua. Chỉ có duy nhất Lý Công Hoàng Anh bị chấn thương do lật cổ chân tuần trước. Chắc chắn ban huấn luyện U22 Việt Nam yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện cao khi trở về câu lạc bộ để đánh giá cho những lần tập trung tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.